Nẫu rượt nẫu gàn vì già mới rẻ bên này. Thôi thôi không có miếng mót gì đâu. Thế làm sao mà chia sẻ đi xem nào. Cái da của bác bên này. Trời ơi. Da của bác không sao. Thế bác dùng cái gì à? Bác dùng cái gì mà nó bị như thế à? Đây đây. Đâu xuống xem nào. Ôi trời, cái sản phẩm này là của hãng nào mà nhìn nó lạ hoắc lạ hơ thế này nhỉ? Ôi trời ơi, người ta quảng cáo trên mạng nhá. Ôi trời, khi mình mà sử dụng nhá là 2 tuần hết nám nhá, mà da trời ơi sáng bượt luôn. Ôi, bác tin làm gì vào mấy cái quảng cáo trên mạng. Nó quảng cáo 10 thì chưa chắc mà hiệu quả được 1 đâu. Thôi để cháu xem da của bác như nào này. Hiện tại là bây giờ nó thôi. Nó hơi ngứa ngứa mẩn đỏ này. Xong nó bong bong chóc da ra. Hay là nó trị nám nhỉ? Nó bay hết cái nám đúng không? Không, để cháu xem nào. Đúng là đỏ thật, cũng bong chóc thật. Nhưng mà cháu thấy cái hiện tượng da này nó không ổn lắm đâu. Nó không được bình thường đâu. Thế cái lúc mà bác mua cái sản phẩm này này thì người ta tư vấn cho bác như thế nào? Người ta tư vấn là nha, là sau 2 tuần sử dụng nha là có hiệu quả luôn. Chính vì thế nha mà bác tin bác mua. Mà chưa hết đâu nha, bác sĩ là bác sĩ xịn luôn. Ôi dồi ôi, cái cô bác sĩ tên là gì nhỉ? Vũ gì nhỉ? À, cô tên là Vũ Phương. Ôi dồi ôi, mũi cao mắt to nhá, má da mượt, bằng áo blue. Quan trọng ấy là cháu hỏi bác là có khi bác mua phải hàng kém chất lượng, hàng giả thì sao, hàng nhái thì sao? Ủa, quá nhái làm sao được, làm sao mà kém chất lượng được? Người ta đưa cả cái mặt người ta đẹp như thế lên, đúng không nào? Mặc áo bác sĩ trắng đàng hoàng nhá. Mà chưa kể nhá, bác thấy rằng là người ta comment ý, bình luận ở dưới rất là uy tín chất lượng. Làm sao mà mình không thể tin tưởng được, đúng chưa? Bác có chắc chắn là người ta là bác sĩ không? Ok. Mặc áo bác sĩ thật à? Đúng mà, trắng toát luôn. Được rồi, để cháu tìm hiểu xem nào. Bác vừa bảo bác sĩ nào nhỉ? Bác sĩ Vũ Phương mà mũi rất cao. À đây rồi. Đúng rồi. Đúng chưa? Bác sĩ Vũ Phương này là một bác sĩ da liễu nổi tiếng đấy. Đấy, mắt to đúng chưa? Lồng mì quá đẹp luôn. Nhưng mà bác ơi, cháu thấy tình trạng da của bác bây giờ ấy, nó kiểu bong chóc xong nó mẩn đỏ như này ấy. Như kiểu là bác đang dùng phải kem trộn ý. Trộn thế nào? Không bao giờ. Không thể nào giống như thế lắm. Mấy cái người ta dùng kem trộn người ta cũng bị những cái triệu chứng y hệt như bác thế này này. Thế à? Chết rồi. Thế giờ làm sao hả cháu? Theo cháu ấy thì khả năng bác sang nhà bác Mr. Khỏe. Bác ấy là rất có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Bác nhờ bác ấy tư vấn xem sao. Đúng rồi, bác phải bách nghệ luôn. Đúng rồi. Để bác sang. Bác sang luôn đi. Ừ, có gì bác điện thoại cháu nhá. Không. Ôi dồi ôi, quá lỗ rồi, bị sang với cả ra. Em uống nước đi. Em cảm ơn anh ạ. Anh ơi, đây là cuốn sách mà em mới xuất bản. Em tặng anh. Anh xem rồi có gì đóng góp ý kiến giúp em nhá. Hay quá nhỉ. Xuất bản được sách rực rồi đấy. Đây là cuốn sách em viết về lĩnh vực da liễu. Đúc kết bao nhiêu năm qua, kinh nghiệm của em về vấn đề điều trị da anh ạ. Hay lắm. Bác Mr. Khỏe ơi. Đi. Dạ. Ai? À, cô Liên đấy hả? Vâng. Vào đây. Em chào bác ạ. Chào chị ạ. Dạ, vâng, chào chị. Dạ vâng. Xin giới thiệu với cô Liên. Đây là bác sĩ Vũ Phương, bác sĩ da liễu. Mà này, dạ. Cô đi khám da liễu có khi là cô gặp bác sĩ Phương rồi đấy. Ồ, thế là đây là bác sĩ Vũ Phương ạ? Em thì chưa đi khám bao giờ, nhưng mà em nhìn trên mạng nhiều rồi. Nhìn trên mạng ạ? Vâng, nhân đây em định sang hỏi Mr. Khỏe về tình trạng da của em. Nhưng mà may quá, gặp bác sĩ Vũ Phương ở đây rồi thì nhất rồi. Có chuyện gì thế hả chị? Đây, tình trạng của em đấy bác này. Đấy, cái da mặt của em đấy, nó mẩn đỏ hết lên xong nó chóc bong chóc da ra ấy. Tình trạng của chị da mẩn đỏ, có dấu hiệu bong chóc, tổn thương. Vâng ạ. Gần đây, chị có dùng sản phẩm gì không? Kìa, sao bác lại hỏi em như thế? Cái sản phẩm mà sản phẩm em bôi bên mặt đấy. Sản phẩm của tôi? Vâng. Ôi dồi, cái trang của bác nhá, là cái hình ảnh mặt bác là đại diện ở trên đấy. Mặc áo blue trắng toát nhá. Rồi đấy, chính vì thế mà em thấy nhiều người nhá comment tốt lắm. Em mua về em dùng đấy. Sản phẩm của tôi có bán cái gì đâu. Đây đây. Ôi dồi ơi, thế sản phẩm bên bác còn ngắm nghía làm gì nữa. Chả đúng mà.
Cái này không phải của tôi. Bác sĩ tớ khỏe thấy không? Bây giờ thấy mặt mũi em như thế này rồi, không nhận trách nhiệm, đúng chưa nào? Ôi dồi ôi, từ chối. Này chị nói như thế là đang vu khống cho tôi đấy. Không phải là vu khống, mà là phủ trách nhiệm, có đúng không ạ? Thôi thôi, đừng có ầm ĩ nữa. Cô Liên. Dạ. Cô lấy cái hình ảnh ở cái trang mà cô mua thuốc ấy. À đây. Mà có hình ảnh bác sĩ Vương ấy xem thế nào. Vâng, 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 em nói có sách vách có chứng. Đây nhá, để em chờ em một tí. Đấy rồi. Đây. Không đúng là bác đi, còn ai nữa? Ôi dồi ôi, anh ơi, nó lấy hình ảnh của em vô tội vạ để quảng cáo lừa người tiêu dùng anh ạ. Thế bây giờ là như thế nào? Khổ nói như thế em chả hiểu ra làm sao cả. Thôi được rồi, để tôi gọi điện. Alo, đây có phải là chỗ bán kem của bác sĩ Phương không ạ? Dạ, đúng rồi chị ạ. Chị cho em biết tình trạng da của mình để em tư vấn nhé. Tôi chính là bác sĩ Phương, người mà các cô đang lấy hình ảnh của tôi để làm hình ảnh tràn lan trên mạng để lừa người tiêu dùng. Tôi sẽ kiện các cô. Tắt máy rồi. Bực quá anh ạ, nó lấy hình ảnh của em quảng cáo tràn lan trên mạng để lừa người tiêu dùng. Em phải kiện mới được. Đúng, em phải kiện cho ra nhẽ. Không thể để chúng nó cứ lấy cái hình ảnh của mình để kiếm lời, mà nhất là lại còn lấy hình ảnh của mình để bán những cái loại mà kém chất lượng, hượn hại người đó. Này thì hóa ra là cái sản phẩm đấy không phải là của bác sĩ à? Không phải của tôi. Bây giờ làm thế nào cái da mặt của em? Thế này chị ạ, mai chị cứ đến bệnh viện, tôi sẽ khám và kê đơn thuốc cho chị nhá. Dạ vâng ạ. Đấy. Cảm ơn bác sĩ, tốt quá, em cảm ơn ạ. Đấy. Ôi trời ơi, cái thời đại công nghệ mình rất dễ bị lừa bởi công nghệ, cho nên là phải hết sức thận trọng. Dạ vâng ạ, em xin rút kinh nghiệm. Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Travaco với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não Travaco. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.